Nếu bạn là một người thích ăn bánh kem, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với các loại bánh kem bích vị. Bánh kem bích vị được tạo ra từ việc kết hợp nhiều loại vị khác nhau trong cùng một chiếc bánh kem, mang lại cho người thưởng thức một trải nghiệm độc đáo và phong phú về hương vị. Bánh kem bích vị là một dạng bánh kem được làm từ các loại nguyên liệu như bột mì, trứng, đường, bơ và sữa, và được kết hợp với các loại hương vị khác nhau như vani, sô-cô-la, dâu tây, chanh, cam, dưa hấu hay là trà xanh để tạo ra hương vị đa dạng và phong phú. Thành phần của bánh kem bích vị có thể khác nhau tùy vào loại bánh. Từ những chiếc bánh kem mousse, tiramisu, bánh cheesecake đến bánh sinh nhật hay bánh kem mini. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả các loại bánh kem bích vị là đều có sự kết hợp giữa các loại vị khác nhau trong cùng một chiếc bánh kem. Do đó, người thưởng thức có thể lựa chọn tùy theo khẩu vị và tùy theo sở thích của mình. Và ngoài ra, nó còn có màu sắc rất sặc sỡ và bắt mắt, tạo điểm nhấn cho chiếc bánh. Vào mùa hè, chúng ta có thể tận dụng các loại hoa quả nhiệt đới theo mùa để tạo ra set bánh hương sắc mùa hè với nhiều vị và nhiều màu sắc khác nhau. Nó chắc chắn sẽ là một điểm chấm phá cho bữa tiệc của bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngon và Lành. Thưa quý vị và các bạn, lại là Hải Huế và chị Nguyễn Ngọc sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Và quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay cũng là bánh gato, nhưng ngày hôm nay sẽ có một sự độc đáo và khác biệt so với những loại bánh gato thông thường. Đó là set bánh gato hương sắc mùa hè. Vậy loại bánh này có gì đặc biệt và cái hương vị của nó như thế nào, cũng như là sắc màu của nó như thế nào mà nó lại có cái tên gọi là hương sắc mùa hè, thì hãy cùng với Hải Huế và chị Nguyễn Ngọc khám phá trong chương trình này nhé. Chào chị Nguyễn Ngọc ạ. Chào chị Hải Huế, chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Khi mà nhìn thấy thành phẩm là cái set bánh hương sắc mùa hè thì Hải Huế thấy rất là háo hức, bởi vì là nó hấp dẫn từ màu sắc đến nhìn hương vị của nó cũng rất là đa dạng rồi. Và chị Nguyễn Ngọc có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của chương trình là set bánh này có gì độc đáo và nó có điểm nhấn là gì được không ạ? Thật ra cái set bánh này nó, cái tên gọi của nó là hương sắc mùa hè, ngay là mọi người đã thấy cái sự tươi mới và mát mẻ rồi. Chính vì thế cho nên nguyên liệu chính và chủ đạo của cái món bánh này chính là trái cây. Mình sẽ dùng trái cây để làm trang trí cũng như là để làm nhân bánh. Kết hợp cùng với cả là kem whipping thì sẽ tạo nên một cái hương vị vô cùng là hấp dẫn. Mới thoạt nghe thôi và thoạt nhìn thôi thì Hải Huế đã thấy là cái bánh này nó giúp cho các chị em đầu bếp sẽ phát huy tối đa cái sự sáng tạo của mình. Vâng. Bởi vì là màu sắc thì gần như là các cái màu của các loại hoa quả thì sẽ không bị đụng với nhau. Vâng. Ngoài ra thì cái sắc của nó cũng sẽ rất là tươi mới. Và chị có thể nói qua về các loại sắc cũng như là các loại vị của cái set bánh này được không ạ? Các loại màu sắc của cái bánh này thì sẽ có màu vàng của xoài, màu đỏ mận của cherry, một chút tím của việt quất, và mình sẽ sử dụng màu của matcha nữa, cùng với cả sô-cô-la. Và một cái phần nữa mà một cái bánh rất là ngon, bánh bông lan trứng muối Đài Loan. Ngoài ra thì Hải Huế còn hình dung là chúng ta có thể dùng đến màu vàng của chanh leo. Vâng. Màu vàng, màu đỏ của dâu tây và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau tùy theo khẩu vị và tùy theo sở thích của các thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Việt Nam là một đất nước nhiệt đới, do đó mùa hè có rất nhiều loại hoa quả đa dạng về màu sắc. Về vị thì luôn đảm bảo độ tươi và ngon. Chúng ta có thể đa dạng các loại hoa quả để mix với các vị khác nhau theo khẩu vị của từng thành viên trong gia đình, như là vị trà xanh, vị sô-cô-la hoặc chỉ đơn giản là vị kem tươi vani. Còn với set bánh kem hương sắc mùa hè này, có màu xanh của vị trà xanh, màu đỏ của dưa hấu, màu vàng của xoài, của bông lan trứng muối, màu nâu của sô-cô-la, màu tím của cherry. Tỷ lệ các loại nguyên liệu khác nhau, chúng ta cần 14 đến 15 quả trứng, đường là 180g, 1/2 bột tata hoặc là nước cốt chanh, sữa 160ml, dầu ăn 140ml, bột mì là 190g, kem whipping, đường bột để đánh kem tươi, bột ngô 60g, bột matcha,
bột cacao. Và ngoài ra, một thành phần không thể thiếu là các loại hoa quả, tùy theo khẩu vị của từng người. Cách làm cũng rất đơn giản, cũng giống như các loại bánh bông lan mix vị khác. Đầu tiên thì chúng ta phải đánh trứng và nướng cốt bánh, sau đó thì chúng ta mới đánh kem tươi và trộn chúng lại với nhau. Người thợ sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ của trứng ra, sau đó mang đi đánh. Đánh phần lòng đỏ sẽ được trộn đều với muối Himalaya, tata, sữa, dầu ăn, bột mì, bột ngô theo công thức có sẵn. Sau đó thì chúng ta sẽ lọc qua lưới lọc cho hỗn hợp mịn và sẽ có lỗ khí khi nướng, để ăn sẽ mềm hơn. Lòng trắng thì chúng ta sẽ cho vào máy đánh trứng từ từ, đánh với đường. Và bước này thì phải tập trung hơn và đòi hỏi sự tinh tế, sự cảm nhận của người thợ bánh. Và bí quyết để tạo ra sự khác biệt và thơm ngon nằm ở quy trình đánh trứng. Người thợ bánh phải chú ý đánh trứng cho có chóp mềm. Nếu đánh bằng máy chuyên dụng thì sẽ ngon và dễ đạt yêu cầu hơn. Như các bạn đã thấy ở đây thì nguyên liệu vô cùng đơn giản, không có gì là cầu kỳ nhiều cả. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là trái cây mình sẽ sử dụng là trái cây tươi. Mình sẽ không thiên về việc sử dụng các loại siro, tại vì những năm gần đây thì cái nhu cầu về sức khỏe đang được đề cao hơn tất cả. Cho nên là ở đây như các bạn cũng thấy là mình sử dụng toàn bộ là nguyên liệu tự nhiên, không có một cái gì liên quan đến là màu thực phẩm hay nhân tạo gì. Mình có thể thay dầu ăn bằng bơ cũng được. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng bằng dầu ăn thì cái độ bông của bánh nó sẽ cao hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mà mình sử dụng bằng bơ thì dĩ nhiên là nó sẽ thơm hơn. Nhưng ở đây mình sử dụng là cái kem whipping nó đã đạt cái đủ độ béo rồi, nên là cũng không cần thiết. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có các loại gì nữa đấy ạ? Thì gồm có thêm là bột ngô, bột mì, bột tata, nếu bạn không có thì bạn có thể thay bằng nước cốt chanh. Và bột matcha để mình làm cái sản phẩm là thêm vị hương vị matcha. Trong set hương sắc mùa hè, có một loại bánh cốt trà xanh. Chúng ta phải trộn thêm bột trà xanh vào cốt bánh và trộn thêm bột trà xanh vào kem tươi. Còn các loại bánh khác thì chúng ta tùy loại và tùy vào cách ăn để sơ chế hoa quả cho phù hợp. Ví dụ như là các loại hoa quả, người thợ có thể tôn trọng hương vị tự nhiên và sẽ cắt hoa quả ra thành những miếng nhỏ vừa ăn để trộn vào bánh, sau đó thêm kem tươi và dùng để trang trí ở lớp mặt bên trên. Ngoài ra, trước đây thì mọi người vẫn thường làm theo cách đó là sẽ xên với đường để tạo thành mứt và cho vào bánh. Tuy nhiên, cách này thì sẽ làm tăng vị ngọt của bánh và sẽ không được ưa chuộng trong giai đoạn hiện nay. Sô-cô-la thì chúng ta cũng đun nóng chảy và đổ lên mặt bánh. Bông lan trứng muối cũng là một nét chấm phá, tạo ra sự độc đáo cho loại bánh này. Loại bánh mà hương sắc mùa hè này thì chắc là nó không chỉ ngon về những cái loại hoa quả để tạo màu và tạo hương vị cho bánh đâu, mà chắc là cái phần cốt bánh thì cũng sẽ phải ngon thì mới có thể tạo ra được một tổng hòa, đúng không ạ? Một chiếc bánh ngon. Thế thì có cái bí quyết gì không, hay là khi làm cốt bánh chúng ta phải chú ý gì chị Ngọc để có phần cốt bánh ngon nhất ạ? Khi làm bánh ấy thì các bạn chú ý một chút, đó là về cái thao tác trộn bột và cái thao tác đánh trứng, hai cái đấy là hai cái rất quan trọng và mình cần phải lưu ý. Khi mà cái bột mình trộn nó phải mịn, cái trứng mình đánh nó phải đạt đúng cái độ dung dinh của nó, thì lúc đấy mình pô bột vào nó phải hỗn hợp nó phải đều. Khi hỗn hợp đều thì mình mới làm đẹp được. Ở đây thì Hải Huế có một cái thắc mắc là phải làm như thế nào để những cái loại quả như thế này mà chúng ta có thể cho lên bánh mà không bị lợn cợn, hoặc là nó vẫn có thể hòa quyện với cái phần cốt mà nó vẫn có thể ngon nhất mà lại còn tạo màu được cho chiếc bánh, thì những cái loại quả này chúng ta sẽ phải sơ chế và chế biến như thế nào để chúng ta có thể làm ra một thành phẩm chiếc bánh đẹp mắt như thế ạ? Ở đây em sử dụng 100% là tươi nguyên đấy. Nếu như mà mọi người sẽ thấy là ở ngoài họ sẽ nấu siro hay là rất là cầu kỳ lên,
Nhưng mà những năm gần đây thì em không thiên về việc là mình sử dụng nhiều quá nhiều đường. Đúng rồi ạ. Mình sẽ xếp trực tiếp trái cây lên trên, nhưng mà phần bên dưới mình sẽ sử dụng bằng một lớp kem whipping. Thì cái độ mát ngậy của whipping khi ăn cùng với cả trái cây vừa đủ độ ngọt ấy, nó sẽ khiến người ăn cảm thấy là nó dễ chịu và nó thoải mái hơn so với việc sử dụng nhiều đường. Bánh kem mít vị là một loại bánh kem thơm ngon và đa dạng về hương vị. Nó mang lại cho người thưởng thức một trải nghiệm ăn uống đầy phong phú. Bánh kem mít vị được làm từ những nguyên liệu tươi và chất lượng nhất, đảm bảo mang lại cho bạn một trải nghiệm ăn uống thật sự ngon miệng và không bị chán ngán. Công thức này giúp bánh có hương vị đa dạng, cân bằng giữa các thành phần và không quá ngọt, giúp chúng ta có thể thưởng thức bánh kem mà không lo bị ngấy, không lo bị khó tiêu. Xã hội ngày càng phát triển, vấn đề về sức khỏe ngày càng được chú ý trong chế biến. Những loại bánh có nhiều bột, nhiều chất béo, chất đường đang bị thay thế dần bằng những loại bánh ít ngọt, thiên về vị ngọt tự nhiên. Và xét bánh hương vị mùa hè là một điển hình như vậy. Wow, thưa quý vị đã hiểu tại sao mà cái set bánh này được gọi là hương sắc mùa hè chưa ạ? Vừa nhìn vào đây thì đúng là chúng ta nhìn thấy đủ tất cả các sắc, các hương và các vị của mùa hè ở đây rồi. Chị Nguyễn Ngọc ơi, ở đây thì Hải Huế thấy có màu xanh này, màu xanh của trà xanh, màu đỏ của vị dưa hấu, màu vàng của vị xoài, màu vàng của trứng muối và màu của sô-cô-la nữa. Và rất là nhiều màu sắc khác nhau, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất là ngon mắt rồi đúng không ạ? Và hương vị của nó như quý vị và các bạn cũng đã thấy, tất cả các loại nguyên liệu này thì đều được chị Nguyễn Ngọc làm từ các loại hoa quả tươi. Và nguyên liệu cũng rất là tươi ngon, vì vậy đây là chúng ta sẽ vừa có vị thơm, vị béo, vị ngậy của kem, vừa có vị ngọt mát, vị ngọt của các loại hoa quả. Và chắc chắn đây sẽ là một loại bánh mà mang đậm hương vị cũng như là mang đậm màu sắc của tự nhiên, của thiên nhiên. Và đó cũng là điều mà tất cả mọi người muốn hướng đến khi mà thưởng thức các loại ẩm thực cũng như là các loại bánh hiện nay, đúng không ạ chị Ngọc? Vâng, đúng rồi ạ. Em rất là hy vọng là cái set bánh này sẽ là một cái luồng gió mới để cho mọi người có những cái trải nghiệm mới trong mùa hè năm nay. Quý vị và các bạn thấy như thế nào ạ? Thay vì những chiếc bánh gato trong dịp sinh nhật hoặc là những dịp lễ hội hay là tiệc tùng, thì chúng ta sẽ thay bằng những set bánh như thế này. Và quan trọng hơn, chị em nội trợ có thể biến tấu, có thể sáng tạo để cho ra rất là nhiều những màu sắc và rất là nhiều những hình thức khác nhau nữa. Và chắc chắn rằng với những loại bánh gato hay là trong các bữa tiệc thì đây sẽ là điểm chấm phá. Và cảm ơn chị Nguyễn Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình cũng như là đã giúp cho quý vị khán giả của chương trình biết được những màu sắc và một loại bánh rất là đặc biệt. Cũng là loại bánh rất quen thuộc nhưng chỉ cần sự phá cách một chút thôi, sự nhấn nhá một chút thôi, sự khéo léo và nghệ thuật của người đầu bếp là chúng ta đã có những điểm nhấn và có một không gian hoàn toàn mới rồi. Và chúc quý vị sẽ thành công với loại bánh này.